À, cuối năm là cũng phải có scandal chơi với người ta. Con dấu con dấu tên rồi đó. Rồi nếu mà quý vị muốn xem thì quý vị bấm pause, ngưng, tạm ngưng lại quý vị xem ha. À, đó, nói sư là bây giờ vì danh lợi, vì tiếng tăm sư xem thường Phật tử, ghê gớm lắm. Con mong sư chánh niệm lại, không sợ nghiệp thì ít ra hãy nghĩ đến Đức Thế Tôn, để ba tánh tin và vào Đức Tăng hàng đệ tử Phật, một vị tỳ kheo tạo nhiều phước hơn ba tánh, nhưng vị tỳ kheo mà xử sai là trộm tăng tướng, sư nhớ giùm. À, chưa một vị tỳ kheo nào thời Đức Phật nghe Phật tử trình pháp mà nói là câu hỏi ra bảy ngon chuyên nghiệp, mong các Phật tử đừng hỏi pháp nữa sư, nếu không sư sẽ cho rằng các vị đang ra vẻ ngon và chuyên nghiệp. Vị sư mà nói được cái từ đó vậy mà mở khóa thiền ra bảy giới hạnh. Nó tóm lại đó là thôi thì cuối năm thì cũng có sự canh tan chơi với người ta cho vui. Với những vị chưa biết á, thì nàng là có gửi cái câu hỏi, nếu quý vị có thể search ở trên cái các câu hỏi vấn đáp của sư, nàng có gửi câu hỏi về cho các sư, hỏi đại khái là làm sao để mà thấy những cái sự sanh diệt ở trong cái cuộc sống hàng ngày. Sư tóm tắt lại vấn đề ha, thì sư trả lời một cách thuần túy là đưa thông tin, sư không đánh giá gì cả. Nhưng mà đại đức Chánh Tâm thì lại có vẻ là nhận định người hỏi á, là hỏi chắc ra vẻ ta đây ra vẻ ngon lắm á, chứ còn câu sách không à, chứ không có đủ cái năng lực, đại loại như vậy đó. Và trong suốt quá trình mà đại đức Chánh Tâm nói thì có một số chỗ đại đức bí từ á, quý vị biết là một số người khi mà nói thì bị bí từ, thì sư mới gợi ý, có gợi ý cho đại đức. Và khi mà sư trong cái buổi vấn đáp đó thì sư cũng duy trì cái sự mỉm cười lịch sự, mình lịch sự coi như là có nhau thì mình phải lịch sự chứ. Nhưng mà cô này nói là khi mà sư mỉm cười như vậy á, là sư là đồng lõa với vị này. Làm nói vị này, nói cái cô này là ra vẻ ta đây đó. Và khi mà đại đức Chánh Tâm nói đến những cái đoạn cuối thì sư không đồng ý, và khi đó sư cũng không cười nữa. Nếu quý vị có xem lại cái đoạn video đó thì quý vị thấy là cái đoạn cuối là mặt sư nó khác rồi, mặt sư cái gương mặt của sư nó khác rồi. Nhưng mà với vị này á, thì cái chuyện mà sư không phản bác lại, sư không có đưa ra những cái biện luận, những cái tranh luận, là có vẻ như sư là một cái kẻ đồng lõa cũng ghê gớm lắm, cũng là cái gì đó, cũng coi cô này giống như là ra vẻ ta đây, đại loại là như vậy. Quý vị làm mà cái sự kiện đó đó, quý vị biết nó xảy ra bao lâu rồi chưa? Cái video đó sẽ được xuất bản cách đây 9 tháng rồi, 9 tháng rồi. Và sau không chỉ riêng cái video này mà những cái video mà khi mà sư với sư Đại Đức Chánh Tâm á, nói thì quý vị cũng để ý là đại đức có cái thói quen, cũng không nhất thiết là phải có ác ý đâu, nhưng mà đôi khi đại đức có thói quen là đánh giá người đặt câu hỏi. Thì sau những cái sự kiện như thế, mặc dù là không có phản hồi, không có ai phản hồi, chưa ai phản hồi, nhưng mà sư cũng có góp ý là nếu mà đại đức duy trì cái thói quen mà phán xét cái người đặt câu hỏi như vậy thì chắc có lẽ là tôi không thể nào mà mời đại đức tham dự những cái buổi vấn đáp như thế nữa. Bởi vì người ta đặt câu hỏi cho mình trả lời, không trả lời thì thôi, chứ tại sao mình lại đi phán xét người đặt câu hỏi. Nhưng mà đó là những cái thuộc về cái hậu trường. Quý vị cần phải hiểu là đôi khi á, chúng ta live stream, chúng ta lên trên sân khấu với rất là nhiều những người nhìn,
thì chúng ta cũng nên giữ gìn cái mặt mũi cho nhau. Không thể nào mà khi đó vì một cái sự không vừa lòng mà sư nói thẳng vào mặt được. Quý vị cũng hiểu là đôi khi chúng ta cũng cần cái thái độ lịch sự. Nhưng mà nàng thì không chấp nhận cái đó. Cũng may chúng ta không là gì của nhau. Thành thử sư nhớ tới một cái câu nó cũng vui thôi. Đó là thà đắc tội tiểu nhân chứ thà đắc tội quân tử chứ đừng đắc tội tiểu nhân. Mà câu thứ hai nè, thà đắc tội tiểu nhân chứ đừng đắc tội phụ nữ. Đắc tội phụ nữ nó ghê gớm lắm. Coi như là hồi xưa tôi có bao nhiêu cái tốt nha, có bao nhiêu cái tốt rồi, có tình cảm đi qua lại nải chuối bó rau gì đó không cần biết, mà tôi chỉ cần mà có một cái không vừa lòng với nàng thôi là coi như là nàng sẵn sàng là đổi thái độ liền. Và cái này là không chỉ riêng với một mình một ông sư mà rất nhiều vị là dướng với mấy nàng rồi, mà hên á, sư nói là hú hồn á, là tôi với nàng không là gì của nhau đấy, hú hồn. Thì lúc bấy giờ đó, nàng không vui thì nàng mới suy ra là bây giờ bắt đầu giống như là thì bây giờ không thương nhau nữa thì bắt đầu là bới nhau ra, đại loại như thế. Thì nàng nói là tại sao sư lại đi kêu gọi tiền bạc? Một ông sư thì tại sao lại đi kêu gọi tiền bạc? Đó, một ông sư mà nó có nhiều vấn đề ha, sư giải quyết cái vấn đề đầu tiên. Nàng đặt câu hỏi là tại sao một ông sư cũng phải gìn giữ giới luật, cũng đi dạy thiền với người ta, thì tại sao lại đi kêu gọi quyên góp tiền bạc như vậy là không có được. Đó, nàng đã hỏi nhiều vị sư rồi và nhiều vị cũng nói là cái này không có được. Thì về cái sự kiện mà kêu gọi á, thì sư cũng có trước đó xin thưa với quý vị, sư cũng rất là băn khoăn lâu lắm. Tại vì không lẽ bây giờ á mình hoằng pháp thì bắt buộc mình phải đầu tư từ cái chuyện máy móc này, máy quay phim, thiết bị ghi âm ghi hình, đèn đuốc, máy móc là phải đầu tư. Quý vị để ý một số một số vị á, cũng rất là giỏi nhưng mà video xin thưa là đưa lên không dám nhìn. Tại vì chất lượng hình ảnh người ta nhìn là người ta quải, rồi đưa lên cái chất lượng âm thanh nghe nó cứ the thé giống như nó đấm vào màng nhĩ của người ta đấy. Một là nghe không được, nghe không rõ, hai là nó cứ như nó đấm vào màng nhĩ của người ta đó, thì ai đâu mà nghe. Mình hoằng pháp, cái giọng của mình không được như cái giọng chim ca lăng tần già, cái dung sắc của mình thì cũng không được như minh tinh, thì mình cũng phải kha khá một tí xíu để Phật tử họ dễ dàng tiếp nhận, đặc biệt là mình chia sẻ Phật pháp ở trên môi trường mạng mà đó. Nhưng mà nàng không đồng ý cái đó. Bây giờ nếu như mà không có đầu tư thì ở đâu ra? Đó là chưa kể trên con đường hoằng pháp thì bây giờ quý vị thấy là bây giờ có hai chương trình là dự án dịch chú giải nè, và dịch cái Bách Từ Điển Bách Khoa Toàn Thư Phật Giáo. Đây là hai công trình lớn mà sư tự nhận là nó sẽ ảnh hưởng rất là sâu rộng, rất là lớn đối với Phật giáo Việt Nam và sẽ đem lại lợi lạc với rất là nhiều Phật tử. Nhưng cái vấn đề duy nhất mà mấy mươi năm rồi mình không có, đó là do mình không có tiền. Cái người có tâm huyết thì không có tiền, không có khả năng, không có kêu gọi. Mà cái người mà đi kêu gọi thì họ kêu gọi toàn cho ba cái thứ gì đâu không à. Công trình này công trình kia mấy tỷ, mười mấy tỷ, mấy chục tỷ, mà một
cái công công trình quan trọng là dịch chú giải nè, làm cái từ điển Phật giáo không ai hết trơn, không ai quan tâm, không ai đầu tư. Mà bây giờ á, mình không kêu gọi thì ở đâu ra? Giống như con không khóc thì mẹ không cho bú, không nói thì ai biết ngứa đâu mà gãi. Thành ra sư cũng băn khoăn rất là lâu, và sư cũng có chia sẻ với một vài vị sư, và rốt cuộc thì sư cũng có nói là bây giờ đó, nghiệp trắng cho quả trắng, nghiệp đen cho quả đen, nghiệp có trắng có đen cho quả có đen có trắng. Tôi làm cái việc này, tôi kêu gọi. Thứ nhất, tôi chỉ cần giữ cho cái giữ trong sạch và minh bạch, như vậy là đủ rồi. Còn nghiệp thì tôi sẽ gánh. Nếu như trong đó có tạo cái nghiệp bất thiện gì do cái sự kiện kêu gọi đó, nếu sự kiện kêu gọi mà nó tạo cái nghiệp bất thiện do tôi không có giữ giới, thì tôi chấp nhận gánh cái đó. Nhưng mà tôi thấy cái hiệu quả lớn hơn, cái tác dụng lớn hơn khi mà nó đem lại, cho nên là cái này tôi chấp nhận. Rồi đó, quay trở lại cái vấn đề là nó là bây giờ không có nên kêu Phật tử hỏi nữa, tại vì cứ hỏi là đánh giá ra vẻ ngon và chuyên nghiệp. Thì như sư nói đó, sư cũng có góp ý với khi mà ở trên livestream thì chúng ta phải giữ mặt mũi cho nhau, nhưng mà hậu trường á thì sư vẫn góp ý với đại đức. Nhưng mà quý vị thấy là cái tính tình của đại đức thì sau một thời gian thì sư và đại đức chánh tâm thì không có hợp tác nữa. Rất là nhiều những cái sự kiện ở sau cánh gà, nhưng mà những việc của các sư thì sư không có lý do gì lôi những cái nhược điểm, những cái điểm xấu của vị này vị kia ra nói, cái đó không có hay. Quý vị nhớ giùm cho nên là sư chỉ nói là thì sau này thì sư và đại đức chánh tâm thì không có hợp tác nữa, nhưng nàng không có chịu, nàng muốn là phải như thế nào đó nó ghê gớm hơn đó. Đã nói thì bây giờ sư không có chánh niệm, từ làm sao mà dạy thiền cho người ta thì cũng kẹt lắm đó. Những vị mà đã tham dự cái khóa thiền của sư, tiếp xúc với sư, thì sư là người như thế nào, quý vị tiếp xúc gần và quý vị nhận được sự hướng dẫn của sư, quý vị sẽ hiểu. Còn nếu như mà quý vị, một số vị do cái sự bất mãn mà nói là thôi sư đừng có hoằng pháp nữa, thì sư cũng mong, sư nói thiệt, cái sự kiện là khi mà sư hoằng pháp, sư khá là thẳng thắn và rất là dễ đụng chạm, thì sư vẫn vẫn có một cái suy tư là nếu như một ngày nào đó mà thiên hạ coi như là cứ đập hết xì canh đan này vô qua xì canh đan khác vào mình ấy, rồi thiên hạ đè mình ra mà chửi mà thóa mạ, mà đến một mức độ nào đó thì phải nói là khỏe. Điều đó có nghĩa là gì? Điều đó có nghĩa là sư và quý vị không còn duyên với nhau nữa. Thì như vậy sư rút lui, sư ở ẩn, thì như vậy nó khỏe hơn rất là nhiều. Cái sự kiện mà sư hoằng pháp á, một phần là do cái sở thích, và một phần thì cũng có nhiều cái sự ưu tư đối với Phật giáo Việt Nam, đối với những cái người cư sĩ Việt Nam. Cho nên thì đó, cuối năm rồi thì cũng phải có sự canh đan chung cho vui với người ta, để nói là thì cũng biết mùi phụ nữ, biết đó, biết là thể mà đụng tới các nàng là nó sẽ ghê gớm như thế nào đó, cũng biết là cũng te tua tơi tả. Và đó là xong cái câu này đó. Rồi thôi cho qua ha, và mong cho quý vị được ăn vui.